Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Sonata. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được chuẩn 12,4 vạn km rồi quý bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét này là chúng tôi cam kết là chuẩn. Và chiếc xe này là cái phiên bản đủ quý bạn nhé. Phiên bản đủ, phiên bản tiêu chuẩn châu Âu đấy, phiên bản xuất châu Âu. Phiên bản đủ này thì đã được trang bị từ khóa thông minh, đè nổ start stop điều hòa tự động, cửa sổ nóc. Và đặc biệt nữa là chiếc xe này là 10 túi khí, được trang bị đến 10 túi khí nhé, và tay lái trợ lực điện quý vị bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 308 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sonata 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Sonata phiên bản 2009 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sonata 2009 phiên bản 10 túi khí này. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, cũng giống như những chiếc xe khác, tất cả những chiếc xe mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi vẫn cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua và chúng tôi cũng chỉ có rửa qua bên ngoài đi là chúng tôi đem ra đây tôi quay giới thiệu lên cho quý vị và bạn thôi, chứ còn chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Từ 2009 tính ra đến nay là 13 năm sử dụng rồi quý vị và bạn nhé. 13 năm sử dụng mà với 12 vạn km chuẩn quý vị và bạn nhé, 12,4 vạn, chính xác là 12,4 vạn quý vị và bạn ạ. Rất là chuẩn và chúng tôi không tua đồng hồ đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Hôm nay thì thời tiết rất là nắng to, cho nên là để thời tiết là dưới nắng như thế này, nếu như mà chiếc xe mà không có đẹp ấy thì là nó sẽ lộ luôn là những cái vết xưa sơn, vết xước quý vị bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Màu đen mà để dưới nắng này là nó rất là lộ cái phim, nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì rất là dễ lộ quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Kia Sonata 2009 nhập khẩu Hàn Quốc ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Đây quý vị bạn thấy được là chủ xe cũng rất là cẩn thận. Chủ xe đã ốp cái đèn hậu đây, đèn hậu vừa ốp để trang trí mà vừa để bảo vệ cái đèn. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ những cái cụm đèn hậu này còn rất là mới này. Kia Sonata phiên bản nhập khẩu. Đấy, rất là đẹp luôn. Cụm đèn hậu chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, về cái phần bên ngoài thì quý vị bạn thấy đây nhé, nó xước sát đây này, xước sát rất là nhỏ nhẹ, là do chúng tôi chưa có đánh bóng, chưa có sơn lại đâu. Mua về như nào là tôi đem ra đây tôi quay luôn cho quý vị như vậy đấy ạ. Đấy, về cái phần ngoại thất, nhìn về bên ngoài rất là đẹp luôn. Xi nhan được tích hợp trên gương chiếu hậu. Cụm đèn pha cũng vậy quý bạn ạ, cụm đèn pha cũng đã được chủ xe ốp thêm cái bảo vệ của cái đèn pha. Đấy, vừa là để trang trí, vừa là để bảo vệ đấy ạ. Cụm đèn pha cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị nứt vỡ gì cả, còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, rất là mới nhá. Phiên bản này là cái phiên bản đủ quý bạn nhá, nhập khẩu tất cả những chiếc xe Kia Sonata sản xuất tại Hàn Quốc thì nó có rất nhiều phiên bản ví dụ như xuất sang Trung Đông thì Việt Nam nhập từ Trung Đông về thì phiên bản đấy nó chỉ có 2 túi khí thôi. Như cái phiên bản xuất sang châu Âu thì là cái phiên bản đủ nhất, phiên bản cao cấp nhất là trang bị đến 10 túi khí. Và đặc biệt cái phiên bản đủ thì nó lại được tay lái là trợ lực điện quý vị và các bạn ạ. Cái dàn lốp này, dàn lốp, cả một cái dàn lốp này là Michelin đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, cả dàn lốp Michelin là dàng đúc rất là đẹp. Nhìn về cái đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi. Chủ xe đã lắp thêm màn hình Android rất là xịn rồi quý vị bạn nhé. Màn hình Android rất là xịn và camera lùi, cửa sổ nóc.
Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái cho quý bạn cùng xem này. Đấy. Bấm tay để mở cửa này. Đây là cái táp bi cửa trước bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá. Keo chỉ còn nguyên này. Táp bi này, rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này chúng tôi còn chưa dọn dẹp gì đâu. Chưa có dọn dẹp, chưa có động chạm gì vào bên trong nhá. Chỉ có mới rửa cái vỏ bên ngoài thôi. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên. Nội thất da cao cấp cũng còn nguyên. Chưa có vá víu, chưa có làm gì cả đâu quý bạn nhé. Đấy. Chủ xe thì bọc cái này lên. Đấy. Bọc cái áo ghế bằng gỗ này. Chứ còn cái má ghế này rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy. Còn nguyên bản hết. Ghế da cao cấp. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ là cửa nóc rồi này. Đấy. Cửa nóc. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển. Đấy, trải sàn da đầy đủ hết cả rồi. Tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. À, phía sau bên lái nhé. Keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Keo chỉ còn nguyên này. Chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, ốc bản lề này. Thời tiết hôm nay rất là nắng nóng. Bây giờ để tôi nổ máy lên, tôi bật điều hòa. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần option bên trong nhé. Tôi sẽ nổ máy này. À, chìa khóa chưa có ở trong xe. Chìa khóa tôi đang cầm đây nha, lên này. Nó không nổ. Phải có chìa khóa ở trên xe nhé. Nổ máy bật điều hòa cho quý vị bạn cùng xem nhé. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem. Đây, những cái phần trần này rất là đẹp này. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu mà trần nó đã sạch sẽ đẹp đẽ như này rồi đấy ạ. Mát rồi. Lên xe cái là mát ngay. Cửa nóc đây quý vị bạn này. Đấy, phiên bản đủ có cửa nóc 10 túi khí. Bây giờ tôi cứ bật cái đi, điều hòa lên cho nó mát đã. Đấy. Màn hình Android thì cứ vậy. Người đi lòng tin tổn thương ai. Tôi cho nó nhỏ đi để tôi giới thiệu cho quý vị các bạn nè, xem nó dễ hơn nhé. Cái màn hình Android này rất là xịn, xem rất là nét đây quý vị bạn này. Đấy, màn hình xịn đây quý vị bạn nhé. Màn hình Android rất là xịn này. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn này. Chiếc xe lăn bánh được 12.4769. Đây là cái đồng hồ này là chuẩn luôn nhé. Đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn đấy ạ. Nội thất rất là đẹp. Một chiếc xe Kia Cerato 2009, rất là mới này. Đấy. Màn hình OLED rất là xịn. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Tay phanh này, cần số này, táp lô, táp bi cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói đẹp xuất sắc đấy. Vì những chiếc xe này thì khẳng định với quý vị và các bạn 100% là không có chạy dịch vụ gì cả. Không có taxi, không có chạy kinh doanh vận tải. Cho nên là nó rất là đẹp đây quý vị bạn nhìn sát đây. Từ những cái phần trần, phần nhựa này, tấm chắn nắng này, rất là mới luôn đấy quý vị bạn ạ. Một chiếc xe 2009 tính ra là sau 13 năm sử dụng rồi và nó còn đẹp như này đấy, còn mới này, rất là mới. Nội thất này. Và phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất quý vị các bạn nhé. 10 túi khí đấy ạ. Đấy, một túi khí này. Hai túi khí này. Và đằng sau này nữa là ba túi khí. Đấy. Mỗi bên ba túi khí, nó đối xứng với bên kia, mỗi bên ba là 6 này. 6 và vô lăng một là 7 này. Và đằng trước này một nữa là 8 túi khí này, và hai cái cạnh ghế hai bên, hai hàng ghế trước ấy, hai bên nữa là 10 túi khí. Đấy, phiên bản đủ là nó có 10 túi khí như vậy đấy ạ. Đấy, rất là đẹp đúng không quý vị? Một chiếc xe hạng C sedan sau 13 năm sử dụng mà còn mới còn đẹp như này đấy ạ.
Tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý bạn nhé. Đây, cốp sau có thể bấm mở trên cái chìa khóa, tôi đã bấm sẵn đây rồi. Cốp sau đẹp, rất là đẹp luôn. Từ keo chỉ cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn này. Cái đằng sau này chủ xe cũng không có để đồ mấy, cho nên là còn rất là mới này. Lốp sơ cua chưa có dọn dẹp gì cả quý vị bạn ạ. Đấy, như đằng sau này quý vị bạn nhìn vào đằng sau này là thấy được là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì từ phía sau quý vị bạn nhé. Chắc chắn một điều là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì từ cái phía sau cốp này. Đấy, rất là chắc chắn, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên luôn. Đấy, nội thất thì rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Nội thất da nguyên bản theo xe đấy ạ. Cái da của những chiếc xe nhập khẩu thì bao giờ cũng là da xịn rồi. Đấy, còn bền hơn cả những chiếc xe Kia Cerato sản xuất lắp ráp trong nước nhá. Sản xuất lắp ráp trong nước đến bây giờ những chiếc xe sản xuất 2016, 2017 da đã bắt đầu hỏng rồi. Đấy, mà chiếc xe này là từ 2009 đến bây giờ da vẫn còn mới, rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Quý vị và bạn này, so sánh với những chiếc xe đời cao bây giờ thì da lại không xịn được bằng những cái xe nhập khẩu đâu ạ. Cái táp đi cửa, cái cánh cửa trước bên phụ cũng là bấm tay mở cửa đây quý vị bạn nhé. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đây là cái keo chỉ này. Táp bi này rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa rất là mới đây quý bạn xem. Từ những cái táp lô này, táp lô, táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2009 mà mới mà đẹp như này đấy ạ. Nội thất da này, ghế da là còn nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Đấy, tôi quay sát vào cho quý bạn thấy được là cái ghế da này nó còn nguyên bản, chưa có làm gì đâu. Chúng tôi chưa có làm gì cả nhé, chưa có can thiệp gì vào trong cái phần nội thất của chiếc xe này đâu ạ. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi và nội thất cũng còn rất là mới. Sau đây thì tôi cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mua về mà chưa có dọn rửa gì mà chủ xe đã dọn dẹp sạch sẽ, đi lúc nào cũng giữ gìn sạch sẽ như này đấy ạ. Đấy, từ những cái phần ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, kia băng phiến để chống chuột đây này, để chủ xe chống chuột, để sợ chuột vào, cho nên là chủ xe lúc nào cũng có băng phiến chống chuột. Và cái thứ hai nữa là giữ gìn xe cộ rất là sạch sẽ. Đấy, vì chiếc xe này là chủ xe hay để trong nhà. Đấy, để trong nhà cho nên là lúc nào cũng phải giữ sạch sẽ như này, không sợ là về đến nhà là đi nó sẽ hơi ra nhà, cho nên là lúc nào xe cũng phải để máy móc để chống chuột bọ vào trong cái phần động cơ này quý vị bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Về cái động cơ này là chúng tôi cam kết, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước và còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, mới có 12,4 vạn thôi, cho nên là còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái phần keo chỉ cabo là cũng còn này, và cái tấm chân nóng nữa quý vị bạn này, cái tấm chân nóng mà nó còn sạch còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, từ những cái tấm chân nóng của cabo này còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, một cái động cơ này sau 13 năm sử dụng mà nó còn đẹp, còn mới như này quý vị bạn nhé. Đấy, rất là ít xe nó còn đẹp như này đấy. Và Kia cũng đã trang bị cho chiếc Kia Cerato này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít và đi kèm hộp số tự động 4 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, sản xuất năm 2009 đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị các bạn nhé. Có thể quý vị và các bạn yên tâm tuyệt đối về cái động cơ này. Còn nếu quý vị các bạn nào mà chưa yên tâm, quý vị các bạn có thể đem vào bất kỳ gara nào mà quý vị các bạn muốn check, hoặc chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, vừa rồi thì
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato 2009 phiên bản đủ 10 túi khí này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 308 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì đời 2009 cho nên là chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Chúng tôi mua bán trả thẳng thôi quý vị các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn like clip và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.